Nắng dữ rồi. Nay mình đi đâu vậy Muối? Con nay đi đâu vậy Muối? Muối đang đi đâu vậy con? Hả? Tây sông Hậu. Tây sông, cái này là Tây sông Hậu, cái này là Tây sông Tiền vậy. Tây sông Hậu chứ sao sông Tiền. Thích thích lì đó hả? Tây sông Hậu vậy. Tại sao nó dám không có Tây sông Hậu vậy mẹ? Cha nói ở công viên ở góc này nó vắng. Vì nó vắng là nó có cái đầy đủ dụng cụ để tập thể dục. Muốn thích chơi cái này. Tắt dính muối rồi. Có ai đâu không? Muối đâu? Muối nó ơi, có thằng muối nào ở đây không? Không. Muối đây nè. Mùa dịch Covid nè. Mình đi chơi vào lúc nắng nóng và ở chỗ không có người. Mình hy vọng nắng nóng rồi nó khử trùng hết cái chỗ này rồi. Lăng lê bò lết đây nè, không dám vô thư viện. Cũng thích lắm. Vô thư viện Muối thường hay nằm cái gói đó mình sợ. Thư viện người ta máy lạnh. Cái virus corona này nó không thích chơi trời nóng á, cho nên là mình cho bé của mình đi ở chỗ nắng một chút. Giờ này gần 11 giờ trưa rồi cả nhà, nắng chút nhưng mà cảm thấy an toàn, với lại không có người. Cái khu này cả nhà nhìn nè, không có ai hết, chơi nguyên cái này mình nên luôn đó. Trong mùa dịch này là các bé nó sẽ hơi nhút nhát rụt rè hơn một chút, nếu như mà như bé Muối của mình đó, nó lấp chấp nhưng mà nó sẽ hơi rụt rè hơn so với phía trước một chút xíu, bởi vì ít cái tiếp xúc bên ngoài, nhốt trong nhà thôi. Đi chơi thì đi chơi vòng vòng, không ghé đâu hết trơn. Như một đứa năng động như vậy. Muối quá năng động quá. Muối năng động như vậy Muối. Ở đây không có ai, con mở khẩu trang cũng được nữa. Nhưng mà nhớ đừng bóp cái miệng nghe không.
móc vô mũi vô miệng nghe không. Muối đâu rồi? Mẹ sợ nhất là cầu tuột à. Nhớ không được móc tay vô miệng nghe không? Mẹ sợ cầu tuột lắm hả? Ừ. Ủa cầu tuột cái gì sợ? Mẹ tuột chung chung với con nha. Đây. Mẹ không có quen. Không có chơi. Không có chơi quen. Nên sợ. Không. Vậy chị thì mẹ tuột cái cầu đó lên. Nó. Tuột xuống mẹ nó. Cười ơi, cười ơi. Mẹ không quen trượt cầu trượt thì mẹ trượt. Chống càng tay ngày, mẹ. Càng lớn càng ấm. Ấm mà dài ra. Nè, mẹ trượt chống tay. Ấm, ấm mà mẹ cao lên. Đầu tiên đứa tích. Thứ hai buông tay. Mà nhích chút xíu nữa rồi thả tay ra. Nó tự trượt nó ép xuống thì tạm. Nhỏ lắm luôn. Không đắt luôn rồi. Nắng lắm mà nó con vậy ha, 11 giờ mấy rồi đó. Nhớ bóc vô mấy này hồi không có bóc mũ miệng nữa không? Con thắng mẹ rồi, nó chưa được đâu, con thắng mẹ rồi. Nóng không con, ở trên nó nóng không? Sao con đi trên không qua hay vậy? Muối. Muối đâu rồi? Muối đâu? Mẹ tuột cái cậu này chung với con nữa mẹ. Thôi đắt tay mẹ tuột cũng đẹp. Mát rồi, có bóng mát. Mây đẹp quá, không muốn leo mây mà không leo lên được tay mây gì chơi nè. Rủ cha chơi coi. Đừng chơi vô mặt vô mũi. Mũi miệng. Xây qua đây nè, chị mẹ chụp hình coi, mũi. Xây mặt qua đây nè, mũi đứng đó đi. Mũi xây qua đây nè con. Có nhiều đứa đó mà chơi vòng vòng hoài vậy đó. Đúng là con nít. Chị đó mà không biết mệt. Cảm thấy thích thú, vui vẻ. Lại chơi cha. Nóng phỏng chân à. Đợi nóng lên nè con. Nè muối. Đợi nóng vô nè. Mang khẩu trang đợi nóng vô đi. Nắng quá rồi. Nắng nóng cái mặt. Biết rồi quay. À nhanh lên. Không. Cho con đợi nóng chút xíu đi. Rồi quay. Bạn muối, bạn chơi hết mấy trò chơi chưa? Đi về chưa? Nắng quá rồi đó bạn muối à.
vẫn muốn về chỗ còn thích. Thôi.